ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện từ North Carolina. Tú Linh xin kính chào quý khán thính giả. Tú Linh đang có mặt tại Tịnh Tâm Thiền Tự. Hôm nay là ngày 19 tháng 9, 2021. Toàn thể Phật tử Chùa Tịnh Tâm hân hoan long trọng tổ chức lễ cung thỉnh chủ trì Thượng tọa Thích Thái Minh vào lúc 9 giờ 30 sáng Chủ nhật dưới sự chứng minh của Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng tọa Đại Đức và các ni sư. Kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Hơn 2 năm, như nói chuyện trước, tòa thông canh
của Bộ Tử ở đây. Nói vậy chúng tôi muốn kiến tạo của nhà ta ở tiểu bang này. Chủ kỳ có quyền phát minh đề xuất những ý kiến của mình, Phật tử chỉ chấp hành mà thôi. Muốn gì chúng ta nhiều điều này không có bề lạ tiêu vậy. Từ chúng ta quyền họp lại với mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con sẽ kính trọng thầy. Và sự hết lòng hộ trì tam bảo của quý Phật tử chùa Tịnh Tâm sẽ phát triển tốt đẹp, và nhất là dưới sự bảo trợ của Hòa Thượng trưởng lão trong vùng thì mọi Phật sự thế nào cũng hanh thông. Thì khi mà chúng ta có một cái vị trụ trì mới, mà nhất là trong trường hợp của chùa Tịnh Tâm, thì chúng ta không thể nào quên cái ân đức của Thượng Tọa cố trụ trì. Bởi vì cái việc giữa thước và nghiệp nó chỉ một cái làn ranh nhỏ. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tạc đại chứng minh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo gót Đức Thế Tôn, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni cũng đã du hóa khắp nơi, không ngoài mục đích mang ánh sáng của đạo từ bi giải thoát đến cho hết thảy chúng sanh khắp mọi miền trên thế giới. Và chúng tôi cũng vậy, là người đệ tử của Đức Thế Tôn, học theo hành nguyện hoằng hóa độ sanh của Ngài. Một cơ duyên rất lớn đã đưa chúng tôi đến với Tịnh Tâm Thiền Tự để tiếp tục chăm sóc, trông coi, tu tập và nhất là hướng dẫn quần chúng đồng bào Phật tử biết tu tập giải thoát ra khỏi kiếp sống sanh tử luân hồi của kiếp người. Nguyện một lòng dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quang tìm đến bảo thành, đặng từ giác giác tha viên mạng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tạc đại chứng minh. Kính chào chị Tú Linh và quý khán thính giả đang lắng nghe. Kính thưa quý vị, sự ra đi đột ngột của cố Thượng Tọa Thích Tâm Khanh đã là giống như của Phật tử một con rắn mất đầu. Chúng tôi rất hoang mang, nhưng tất cả Phật tử ở đây đều có lòng vẫn tiếp tục theo những cái lời của thầy dạy. Và hôm nay là cái điều ước nguyện của chúng tôi đã được thành nhờ mười phương chư Phật gia hộ. Hôm nay chúng tôi đã có vị trụ trì Thượng Tọa Thích Thái Minh. Đó là điều hạnh phúc nhất của quý Phật tử. Kính chào quý khán thính giả. Dạ, mô Phật. Bữa nay chùa Tịnh Tâm có làm lễ nhậm chức cho thầy trụ trì. Tôi là Phật tử nhận tâm, nghe là rất là cảm thấy là vui mừng và cảm thấy xúc động rất là nhiều, là bởi vì từ lâu là chùa Tịnh Tâm chúng ta chưa có thầy trụ trì. Hôm nay là có thầy trụ trì mới, chúng tôi rất là hoan hỷ và vui vẻ cùng các Phật tử để dự cái buổi lễ hôm nay. Tịnh Tâm Thiền Tự hôm nay có một vị thầy làm trụ trì thì em rất là vui trong lòng. Vui là được một vị thầy đảm nhiệm chức trụ trì. Dạ, nhưng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, Tịnh Tâm Thiền Tự có tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì là Thượng Tọa Thái Minh. Ngày xưa là Thượng Tọa là bạn học cùng lớp vị khóa 3 tại Thiền Viện Vận Hành Việt Nam, Sài Gòn. Kính chúc quý khán giả thân tâm an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy ra đi nhưng tình thầy vẫn đầy, một tình đạo bao la như ánh dương ngời sáng. Từ đàn em thơ trẻ đến cụ già tuyết xương,
mang mang niềm thương nhớ, in đậm hình bóng thầy. Tổ Linh tường truyền từ Annapolis, North Carolina. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Tịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hãy đóng góp ý kiến về ban biên tập SBTN DC. Xin email về washingtondc@sbtn.tv. Nam Anh kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Nam Anh kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.